Rồi ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái cây phục Nitron Phase 11. Đây là một cái cây Nitron cho Winner Sonic mình mới lấy về cho khách hàng của mình. Cây này là cây Line New 99%. Đây. Bây giờ mình sẽ so sánh với cái hàng mà mình đang bán tại shop, đó là hàng Super Phase 20A 11. Đây, của Rayx. Của Rayx nha anh em. Hàng chính hãng được Rayx bảo hành và đổi 1-1 tại Việt Nam. Thì bây giờ mình sẽ so sánh hàng Rayx nha. Đây, chân nhôm rebound rất là giống. Khâu chỉnh, chân nhôm xuống khâu chỉnh nè, cũng rất là giống, nhà nhôm rất là đẹp. Tiếp theo là bể dầu màu đen, cũng rất là giống. Rồi, đặc biệt là trên cái khớp này nháy rất là giống. Và cái hàng này là bình dầu xay nha anh em, giống y chang cây 20 mấy triệu này vẫn là bình dầu xay ha anh em. Đây, đây là cây rêu, là cây phay, vẫn xay được nha anh em. Coi hai cái bình dầu nè, nó giống nhau, có núm chỉnh rebound đầy đủ. Này, hai cái bình dầu nó gần như 1-1 từ kích thước, độ dài cho tới từng cái nhôm CNC có chuẩn nha anh em. Đây, và đặc biệt nữa là cái mẫu bình này nó cái lỗ nó vẫn có luôn, quá chuẩn. Nói chung thì nằm giá vài triệu bạc thì anh em xài cây này ổn rồi, nó quá giống. Và chất lượng thì bảo hành cho anh em đầy đủ. Ti phục thì nó vẫn bằng nhau luôn nha, ti lớn, bể dầu bằng nhau lớn luôn. Ok, quá đẹp.